Thuật ngữ. Phần thuật ngữ này là một soạn thảo về kiến thức chủ yếu nhận được như giáo lý cổ truyền từ các ngài Kuntu Ogyen Rinpoche, Jogyi Nyima Rinpoche và những vị thầy khác của đạo Phật hiện nay. Một số từ mục thì vắn tắt và không định nghĩa, nhưng vì bao gồm sự tương đương với tiếng Tây Tạng, người đọc có thể tìm hiểu ý nghĩa sâu hơn từ các nguồn khác. Một số thuật ngữ tiếng Anh được tạo riêng để sử dụng trong sách này và có thể có cách diễn đạt khác nhau trong phạm trù khác. A Lại Gia, nguyên nghĩa là nền tảng của mọi sự, căn bản của tâm và của hiện tượng thanh tịnh và bất tịnh. Từ này trong bối cảnh khác lại có nghĩa khác và nên hiểu một cách tương ứng. Đôi khi nó đồng nghĩa với Phật tánh hay Pháp thân. Đôi lúc nó ám chỉ một trạng thái trung tính của tâm nhị nguyên, không được gắn bó với sự tỉnh giác bẩm sinh. Akanistha, cõi trời cao nhất, tức sắc cứu cánh của Pháp thân Phật Kim Cương Trì. Với một bàn luận về nhiều dạng Akashita, hãy xem bản dịch sắp xuất bản của ngài Gume Dorji về ngài Longchen Rajam dưới tựa đề là Xua tan bóng tối trong mười phương. Amitabha, tức Phật A Di Đà, vị Phật chính của Liên Hoa Bộ, sự biểu lộ của trí tuệ phân biệt, tức diệu quan sát trí. An trú bình đẳng trong hư không này của hai chân lý nhị đế bất khả phân. Arhant, bậc tiêu diệt kẻ thù. Trung Hoa dịch là ứng cúng. A-la-hán là bậc chiến thắng bốn Mara và đạt quả thứ tư, quả cuối cùng của tiểu thừa. Ati-yoga, cái thứ ba của ba tantra nội, tương tự như Dzogchen đại viên mãn. Ba bậc nguyện, nguyện tiểu thừa của giải thoát cá nhân, tu hành đại thừa của một Bồ Tát, và Samaya của kim cương thừa của một Vidyadhara. Ba cấp độ giác ngộ, sự đạt niết bàn của một A-la-hán, bích chi Phật và toàn giác của một vị Phật. Ba cảnh giới, là cõi luân hồi của dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba cõi thấp là thế giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ba gia đình gồm Kim Cương Bộ, Liên Hoa Bộ và Như Lai Bộ. Khi nhắc đến chủ của ba gia đình, các ngài là Văn Thù, Quán Tự Tại và Kim Cương Thủ. Ba gốc gồm Guru, Deti và Dakini, nghĩa là đạo sư, bổn tôn và không hành nữ. Guru là gốc rễ của ân phước, Di Đam là gốc rễ của thành tựu và Dakini là gốc rễ của hành động. Ba lãnh vực của khái niệm bao gồm chủ thể, đối tượng và hành vi. Ba lãnh vực của đối tượng, thân tướng của bổn tôn xuất hiện hoặc như một đối tượng của tri giác, hoặc đối tượng của tâm thức, hoặc đối tượng của giác quan của một người nào đó. Ba loại tri kiến là sự hiểu biết và thấu suốt kết quả từ việc học hỏi, quán chiếu và thực hành thiền định. Ba độc bao gồm tham, sân và ảo tưởng. Ba samadhi bao gồm đại định của chân như, đại định của quang minh và đại định của chủng tử tự. Đại định của chân như là an trụ trong sự bình thản của tánh không vốn sẵn của mọi hiện tượng, được chỉ ra bởi guru gốc của hành giả, hay đơn giản
chỉ quán tưởng mọi sự đều trống rỗng như hư không. Đại định của Quang Minh là hãy để lòng bi xuất hiện tự nhiên như mặt trời chiếu sáng hư không. Hay đơn giản, phát sinh lòng bi với mọi chúng sanh chưa nhận ra bản chất của sự vật. Đại định của chủng tử tự là sự hợp nhất vốn sẵn của tánh không và lòng bi biểu hiện trong dạng một chủng tử. Đó là chủng tử hoặc suối nguồn. Từ đó, bổn tôn và toàn bộ mandala sẽ xuất hiện trong lúc thực hành. Ba samadhi này là khuôn mẫu tuyệt đối cần thiết cho giai đoạn phát triển của thực hành kim cương thừa. Trong Lamin Yese Nyenpo của Ngài Padmasambhava nói, ba thân bao gồm pháp thân, báo thân và hóa thân. Ba thân như nền tảng là tinh túy, bản chất và diễn tả, như con đường là cực lạc, trong sáng và vô niệm, như kết quả là ba thân của Phật quả. Bất sinh, trong phương diện của chân lý tuyệt đối, mọi hiện tượng đều không có một độc lập giống hệt nhau một cách cụ thể. Do vậy, không có nền tảng cho những thuộc tính như sinh, trụ hay diệt. Bạn hữu Vajra là người bạn của hành giả, cùng chia sẻ sự liên kết tâm linh, có cùng vị thầy, thực hành hay cùng nhận được giáo lý. Phạt đô là trạng thái trung gian, trung ấm, thường để chỉ cho giai đoạn giữa chết và tái sanh. Về chi tiết của bốn bạc đô, hãy xem trong sự phản ánh của tánh giác. Nhà xuất bản Sampala, Boston, 1989. Bản chất của hiện tượng, một thực thể độc lập hay sự hiện hữu đồng nhất vốn sẵn trong hiện tượng. Bản ngã cá nhân, ý niệm sai lầm là có hiện hữu một cái tôi, cho đó là một thực thể thường hằng, độc lập và đặc biệt. Bánh xe của sự tụ hội, thời xưa một bữa tiệc tập thể của dân cúng có giá trị bằng số lượng vàng, ngày nay tương đương với bữa tiệc cúng dường. Bảy chi, sự thực hành bảy chi bao gồm đảnh lễ tam bảo, sám hối hành động bất thiện, cúng dường, hoan hỷ với công đức của người khác, khẩn thỉnh không nhập niết bàn và hồi hướng công đức cho sự giác ngộ của tất cả chúng sanh. Bhumi, cấp độ hay phạm vi hoạt động của Bồ Tát, bao gồm 10 giai đoạn của ba con đường cuối của năm Bồ Tát Đạo. Hãy xem thập địa. Biết một liền giải thoát được tất cả là sự thấu suốt Phật tánh chính mình, trạng thái căn bản trong mọi tư duy và cảm xúc, sẽ tự động giải thoát sự quy chiếu về những gì xảy ra. Bindu, trong phạm trù của Du Già Bổn Tôn, là một trái cầu thật nhỏ bằng ánh sáng, thường bằng cỡ hạt đậu. Bình thường là trạng thái tâm của một người bình thường, không chấp vào sự từ bỏ hay thấu suốt được sự vô ngã mà không phải bằng bồ đề tâm nguyện, nhận thức thanh tịnh hoặc sự nhận biết của bản thân. Trong trạng thái đó, suy nghĩ và cảm xúc của họ khởi lên không nghi ngờ và tự động tích lũy nghiệp cho những vòng luân hồi sau. Bồ đề tâm hạnh bao gồm chủ yếu là 6 ba la mật. Bồ đề tâm không rời tánh không và lòng bi, tương tự như bồ đề tâm tuyệt đối. Bồ đề tâm nguyện bao gồm chủ yếu tứ vô lượng tâm. Bối rối lo lắng là trạng thái tâm bị kích động do tư duy và cảm xúc. 4 ba la mật là 4 cái cuối của 10 ba la mật thiện xảo, phương tiện sức mạnh khao khát và trí tuệ. 4 bậc phạm trù nhận thức, tương tự như 4 cõi vô sắc, 4 trạng thái thiền định chưa giác ngộ của việc an trụ trên những niệm hư không vô tận, ý thức vô tận, hoàn toàn không, không hiện diện,
cũng không thiếu vắng nhận thức. Bốn bộ Dakini, những Dakini của bốn gia đình, gồm Kim Cương, Bảo Sanh, Liên Hoa và Tác Nghiệp. Các ngài là những sinh linh tâm linh, đem đến bốn hoạt động, tức tai, tăng ít, kính ái và hàng phục. Bốn cấp Vidyadhara, bao gồm bốn giai đoạn thành tựu của bậc trì thủ trí tuệ, bậc thầy của bốn giai đoạn về con đường Tantric Mahayoga. Bốn cấp Vidyadhara là hoàn toàn trưởng thành, làm chủ cuộc sống, Mahamudra, đại ấn, và hiện diện tự nhiên. Bốn hoạt động bao gồm tức tai, tăng ít, kính ái và hàng phục. Bốn hoạt động hàng ngày gồm đi, đứng, nằm, ngồi. Bốn năng lực huyền diệu trong những thừa phổ thông được kể ra là mục đích, quyết định, siêng năng, sáng suốt. Bốn nguyên nhân để đạt được năng lực của siêu trí tuệ. Trong Kim Cương Thừa, bốn phô diễn huyền diệu được biết đến là Samadhi, tức đại định, thánh hóa, ban quán đảnh và cúng dường. Bốn phương diện của sự tiếp cận và thành tựu: tiếp cận, hoàn toàn tiếp cận, thành tựu và đại thành tựu. Bốn phương diện quan trọng của thực hành Kim Cương Thừa, nhất là giai đoạn tụng niệm của thực hành bổn tôn. Tuy nhiên, bốn phương diện này có thể áp dụng vào bất cứ mức độ ý nghĩa nào trong Tantra. Sự tương tự truyền thống của chúng như mời người cai trị đất nước đến, dâng tặng phẩm và yêu cầu một điều đặc biệt, đạt được sự cho phép của ông ta để áp dụng vào mục đích của mình và dùng thẩm quyền của mình hoàn thiện lợi ích cho chính mình và người khác. Trong phạm vi thực hành tụng niệm, tiếp cận là sự quán tưởng bổn tôn với mantra ở ngực ngài. Hoàn toàn tiếp cận là vòng chủng tự mantra quay tròn chiếu ra ánh sáng cúng dường tất cả chư Phật trong mười phương. Thành tựu là nhận được ân phước của các ngài làm tịnh hóa mọi che chướng của hành giả. Và đại thành tựu là chuyển hóa thế gian thành mandala của cõi Phật. Chúng sanh thành nam và nữ bổn tôn, âm thanh thành mantra và mọi niệm tưởng, cảm xúc thành sự phô diễn thanh tịnh của tánh giác bẩm sinh. Bốn phương tiện của kính ái bao gồm rộng lượng, nói lời tử tế, bằng giáo lý thích hợp và giữ kiên định giữa lời nói và hành động. Đức Liên Hoa Sanh nói trong Lam Rim Yese Nyenpo: làm trưởng thành chính con, tụ hội những người đi theo nhờ sự rộng lượng, làm vui thích họ với lời lẽ dịu dàng và an ủi họ bằng việc thích hợp, nhờ khuyên bảo họ hành động đầy ý nghĩa, xây dựng họ một cách tạm thời và tối hậu trong sự hoàn toàn lợi ích huy hoàng và hạnh phúc, bao gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bốn quán đảnh: quán đảnh cái bình, bí mật, trí tuệ tri kiến và từ ngữ quý báu. Đức Liên Hoa Sanh nói trong Lam Rim Yese Nyenpo: quán đảnh cái bình làm tịnh hóa thân và kinh mạch, là hạt giống của thân kim cương và hóa thân. Quán đảnh bí mật khiến tịnh hóa khẩu và khí, là hạt giống của ngữ kim cương và báo thân. Quán đảnh trí tuệ làm tịnh hóa ý và giọt bồ đề tâm, là hạt giống của ý kim cương và pháp thân. Quán đảnh tối hậu khiến tịnh hóa những khuôn mẫu quen thuộc của A Lại Gia Thức, là hạt giống của trí kim cương và đại cực lạc thân. Bổn tôn với những thuộc tính: bổn tôn tối thượng là pháp thân chúng ta. Để nhận ra trạng thái tự nhiên này, chúng ta sử dụng sự hỗ trợ của một đấng giác ngộ với mặt, tay, chân, trang phục, vân vân. Bốn vô lượng gồm từ, bi, hỷ và xả. Bodhicitta, tức bồ đề tâm, là sự khao khát đạt giác ngộ vì lợi ích của mọi chúng sanh. Trong phạm vi Dogen,
là sự tỉnh giác bẩm sinh của tâm tỉnh thức. Bodhisattva là Bồ Tát, bậc đã phát triển Bồ Đề Tâm, khao khát đạt giác ngộ để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Một hành giả của con đường Đại Thừa, nhất là người đã đạt sơ địa. Brahma, tức Phạm Thiên, thiên chủ của cõi trời sắc giới. Buddha, tức Phật, đấng giác ngộ, bậc đã hoàn toàn xua tan mọi che chướng và viên mãn mọi phẩm tính thiện. Một Bồ Tát viên mãn, sau khi đạt chân lý và toàn giác, được biết là một vị Phật. Thông thường, Phật dùng để chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật của thời hiện nay, đã sống ở Ấn Độ vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Đã có vô số chư Phật trong những kiếp quá khứ đã hiển lộ con đường đến giác ngộ. Trong thời hiện kiếp này sẽ có 1.000 vị Phật, trong đó Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư. Cảm xúc phiền não là năm độc chất của tham dục, sân hận, ảo tưởng, kiêu mạn và thù ghét, làm cho mệt mỏi, rối loạn và hành hạ tâm thức của hành giả. Cảnh giới cao là ba cõi cao bao gồm người, bán thần tức Atula và trời. Chân như đồng nghĩa với tánh không hay bản chất của sự vật, pháp tánh, cũng có thể dùng để mô tả sự hợp nhất của duyên sanh và tánh không. Chấp ngã là thói quen bám víu vào ý niệm sai lầm rằng cái tôi là một phụ thuộc, nổi bật và là một thực thể thường hằng. Chấp ngã là nguồn gốc của cảm xúc phiền não và là nền tảng cho mọi hành động nghiệp bất thiện dẫn đến vòng luân hồi vô tận. Chất liệu của thành tựu là những vật phẩm thiêng liêng như cam lồ, tơ ma, một loại bánh bằng bột, hưởng một phần vào sáng ngày cuối của thực hành nhập thất. Che chướng là bức màn che phủ sự nhận biết trực tiếp của bản tâm hành giả. Trong giáo lý đạo Phật phổ thông, có vài loại được nhắc đến, bao gồm sự che chướng của nghiệp ngăn cản hành giả đi vào con đường giác ngộ, sự che chướng của cảm xúc phiền não ngăn cản sự tiến bộ trên con đường, sự che chướng của tập khí ngăn cản sự biến mất của nhầm lẫn, và che chướng cuối cùng của tri kiến nhị nguyên ngăn cản đạt được toàn giác. Chim Garuda, tức kim xí điểu, một con chim của thần thoại, có thể bay từ cuối vũ trụ này đến vũ trụ khác chỉ trong một lần vỗ cánh. Truyền thuyết nói rằng chim mới nở đã hoàn toàn phát triển và sẵn sàng bay lên bầu trời. Trong giáo lý Dzogchen, kim xí điểu biểu tượng sự thành tựu bẩm sinh của một thiền giả, sự hiện diện những phẩm tính tự nhiên của Phật tánh được biểu lộ hoàn toàn vào lúc chết. Sự đạt được Phật quả xảy ra cùng lúc rời bỏ thân xác. Chim phu là hang động ẩn tu trên Samye ở giữa Tây Tạng. Đức Guru Rinpoche đã nhập thất vài năm tại đây. Chính thừa tiệm tiến gồm Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Kriya, Upa, Yoga, Maha, Anu và Ati. Chư Phật hiền minh và phẫn nộ gồm 42 vị Phật hiền minh, đó là Samantapatra và Samantapatri, tức Phổ Hiền và Phối Ngẫu, 5 vị Phật nam nữ, 8 Bồ Tát nam và nữ, 6 vị Muni và 4 vị giữ cổng nam và nữ, 58 vị Phật phẫn nộ, bao gồm 5 vị Heruka nam và nữ, 8 vị Yogini, 8 thiên nữ Tramen, 4 người nữ giữ cổng, 28 vị Svaris. Xem chi tiết trong quyển Tử Thư Tây Tạng, Giải Thoát Trong Bạc Đô Nhờ Sự Nghe. Nhà xuất bản Sambala, 1987. Chủ của gia đình, vị Phật chính của gia đình mà vị bổn tôn Di Đàm riêng của hành giả thuộc về. Ví dụ, vị Phật trên đỉnh đầu của Đức Avalokitesvara,
tức Ngài Quán Tự Tại, chính là Phật A-di-đà. Chủ nghĩa hư vô, nguyên nghĩa là quan điểm gián đoạn. Quan điểm cực đoan không có gì cả, tức không tái sanh hay nghiệp quả, và không có sự hiện hữu của một tâm sau khi chết. Chủ nghĩa vĩnh cửu, tức thường kiến, thì tin rằng mọi sự là thường hằng, không do ai tạo ra, đặc biệt sự nhận dạng hay ý thức của người đó có tính chất cụ thể đó là sự độc lập, vĩnh viễn và duy nhất. Chú tâm một điểm trong tâm và đem sự hiện diện sống động của nó vào hoàn thiện. Chúng sanh là bất kỳ sinh linh nào sống trong sáu cõi chưa được giải thoát. Chuyển Luân Vương là bậc cai quản bốn châu lục của nhân loại. Ngài mang 32 hảo tướng của một bậc vĩ đại, và với những cộng sự trợ giúp Ngài cai quản bằng bảy sở hữu quý báu, bao gồm bánh xe báu, ngọc báu, hoàng hậu báu, bộ trưởng báu, voi báu, ngựa báu và tướng lĩnh báu. Chuyển Pháp Luân là thành ngữ biểu tượng cho việc ban giáo pháp. Công chúa Sogya cũng được biết là Khandro Dakini Yese Sogya. Bà là đệ tử thân cận của Đức Guru Rinpoche và là người soạn thảo phần chính yếu giáo lý của Ngài. Công chúa xứ Kachen, tức là Yese Sogya. Công đức là thiện nghiệp kết quả từ hành vi đạo đức. Cực lạc, trong sáng và vô niệm là ba kinh nghiệm tạm thời của thiền định. Bám vào chúng là gieo trồng chủng tử tái sanh trong ba cõi. Không bám vào chúng là sự trang hoàng của ba thân. Con đường, năm con đường hay giai đoạn đến giác ngộ. Con đường tích lũy, kết hợp, thấy, trưởng dưỡng và không còn học. Chúng có thể được giải thích tùy theo mỗi thừa. Con đường của cái thấy. Cái thứ ba của năm con đường, đó là sự đạt được địa thứ nhất, tức sơ địa, giải thoát khỏi luân hồi và nhận ra được chân lý của thực tại. Con đường hoàn thiện là cái thứ năm của năm con đường và là trạng thái hoàn tất, giác ngộ viên mãn. Con đường tiếp hợp là cái thứ hai của năm con đường, trong đó hành giả tiến triển thân cận và tiếp hợp với nhận thức chân lý của thực tại. Con đường không bị gián đoạn là con đường hay nền tảng, là phương thuốc xóa trực tiếp nhiễm ô cần được từ bỏ trên con đường hiện tại của hành giả, và nhờ đó bảo đảm rằng không có sự gián đoạn nào có thể gây trở ngại cho việc hiển lộ trí tuệ, vốn là kết quả từ con đường đặc biệt của hành giả ấy. Con đường tích lũy là cái đầu tiên của năm con đường, làm nền tảng cho cuộc hành trình đến giải thoát và bao gồm sự tích lũy công đức to lớn hướng đến thành tựu này. Trên con đường này, hành giả đạt trí tuệ, khái niệm hiểu biết về vô ngã nhờ học hỏi và quán chiếu, nhờ phương tiện trưởng dưỡng bốn áp dụng của tỉnh thức, bốn chánh tinh tấn và bốn chi của hành động kỳ diệu. Hành giả thành công trong việc loại bỏ những nhiễm ô thô nặng gây ra đau khổ luân hồi và đạt được những phẩm tính thiện của siêu tri kiến và đại định của dòng pháp, dẫn đến con đường tích lũy. Con đường trưởng dưỡng là cái thứ tư của năm con đường, trong đó hành giả trau dồi và tu hành những thực hành cao hơn của một Bồ Tát, đặc biệt là tám phương tiện của con đường các bậc tôn quý. Con đường và Bhumi Salam gồm năm con đường và thập địa Bồ Tát. Cõi thấp gồm ba cõi là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cõi thiền của chư thiên là một trạng thái thiền định của tâm tập trung với sự quy chiếu không dẫn đến giải thoát, mà tái sanh là một vị trời trong cõi sắc giới, phát sinh qua những tập trung tâm thức như thế. Dấu ấn chính và phụ là 32 hảo tướng chính và 80 vẻ đẹp phụ.
là sự đặc tính hóa tối ưu của thân tướng viên mãn một hóa thân hay báo thân Phật. Một đấng cai quản vũ trụ, tức vị chuyển luân thánh vương, cũng được nói là có những tướng tương tự. Dakka, tức dũng thức nam, giống như Dakini. Dakini là không hành nữ, một trong ba gốc, những bậc tâm linh đáp ứng những hoạt động giác ngộ, những bổn tôn tantric nữ, bậc bảo vệ và phục vụ giáo pháp Đức Phật và hành giả. Dharma là giáo pháp, giáo lý của Đức Phật. Đôi khi Dharma có nghĩa là hiện tượng hay đối tượng tâm linh, cũng như thuộc tính hay phẩm tính. Dhammapala là những phi nhân nguyện bảo vệ và canh giữ giáo lý của Đức Phật và những người đi theo Phật. Những Dhammapala có thể thuộc thế gian như những sinh linh đạo đức của luân hồi, hoặc những hộ pháp trí tuệ là những hóa thân lưu xuất của chư Phật và Bồ Tát. Dhammata tức pháp tánh, bản tánh bẩm sinh của tâm và hiện tượng. Dòng truyền nghe tức dòng truyền giáo lý miệng từ vị thầy đến đệ tử. Dzogchen là giáo lý vượt lên những tường nguyên nhân cao nhất trong những tantra nội của phái Niên Ma, tức phái mũ đỏ, được dạy đầu tiên trong thế giới loài người bởi bậc Vidyadhara vĩ đại Garab Roji. Dzogchen là pháp tối thượng của tất cả 84,000 pháp môn uyên thâm. Nó là sự nhận biết của Đức Phật Phổ Hiền chính xác như nó là. Những khía cạnh của trí tuệ và phương tiện của Dzogchen được biết là Jekcho và Toga. Được thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net